Pháp xin mến chào cả nhà. Ngày mới thì em luôn chúc quý cô chú anh chị và các bạn ngày mới có được thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong công việc của mình. Hôm nay hai anh em của Pháp thì bắt đầu đi lặn trà nha cả nhà. Tại vì lặn sỏi nói chung là cũng có nhưng mà trời thổi á cả nhà, trời thổi á, bây giờ nghe nói bữa đây êm lại một chút á, giờ bắt đầu tranh thủ đi làm những gốc trà nha. Hiện tại thì Thiền Anh Mỹ đang neo rồi. Đây cả nhà mình nhìn xem nè, từ trong bờ á chạy ra chỗ Thiền Anh Mỹ neo cách tầm gần 7 hải lý thôi cả nhà. Thiền Anh Mỹ thì neo, nói chung là hai anh em thì đang chuẩn bị sửa soạn thôi cả nhà, sửa soạn bắt đầu dò nha. Đây cũng là điểm trà mới thôi nên chưa, nói chung là điểm cả nhà, điểm thì anh Mỹ xin những chiếc ghe giả cào nên chưa chính xác cho lắm nên phải kiếm nha. Nếu mà kiếm được rồi bắt đầu mình sẽ đem thuyền tới ngay luôn, rồi bắt đầu mình sẽ bấm điểm khi nào mình lặn mình ra là ngay luôn cả nhà. Hiện tại bây giờ thì điểm mới thì chưa biết nha cả nhà. Rồi thôi để em với anh Mỹ tranh thủ đi làm nha. Rồi hôm nay tiếp tục là hai anh em đi lặn những gốc trà nha. Anh Mỹ có nhảy trước rồi cả nhà, ảnh có giật dây và bắt đầu phiên em sẽ nhảy. Thật sự mà nói thì mấy bữa em đi cùng anh Mỹ lặn những cái gốc trà như thế này nè, em có bị say mưu tưa. Xe mô tư là cái đầu nó bị quay á cả nhà, nên em không dám lặn luôn ở trên thuyền. Bây giờ thì ra lại coi thử em có bị nữa hay không nha, để mình biết và mình sẽ đi bác sĩ khám nha cả nhà. Chứ thật ra thì mình cũng đi thử cho biết thôi chứ không biết sao luôn. Đáp đấy rồi mà em chưa gặp những cái gốc trà này. Anh Mỹ thì nằm ở phía trên đó cả nhà, em sẽ di chuyển lên nha. Rồi em cũng đã di chuyển tới rồi nè. Ồ, di chuyển tới thì em có thấy túi mực kìa. Ồ, không thấy anh Mỹ luôn, hình như anh Mỹ còn ở phía trên nữa hay sao á cả nhà. Em cũng đã tới rồi nhưng mà chưa thấy cái gì luôn. Cá nhỏ thì lúc nào những cái gốc trà cũng có nha. Có vẻ như anh Mỹ chạy đi tới chỗ nào rồi hay sao nè, nhưng chưa thấy anh Mỹ luôn. Ồ, mới chạy tới một xíu nữa thôi thì em đã phát hiện anh Mỹ bắn được một con cá mú rồi. Cá mú này em thấy rất là lạ luôn cả nhà, màu sắc nó rất là đẹp luôn. Em thấy chỗ này có một con cá bò nhám nè, nó đang núp ở dưới cái can này nè cả nhà nè. Kìa, nó núp kìa. Thật sự mà nói thì con cá bò nhám này á, khi mà nó gặp người á thì nó nép vào rất là sát sao luôn á cả nhà, mình phải để ý mới thấy nha. Đây con này em thấy cũng to nè. Cá này thì em lại thích nấu chua hơn, nấu chua á ăn nó đã lắm. Ở cái tảng đá này Pháp thấy hình như là có một con trình ở trong cái hang đây này cả nhà này. Đó, em thì đã thấy rồi, để em cái cam vào cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn nha. Đây cả nhà mình thấy không, đó cái đầu của nó nằm nè. Con này em thấy cực kỳ là to nha. Rồi để em để cái cam lên lại và bắt đầu em sẽ chỉ ra cho cô chú anh chị mình xem luôn. Loài trình này cả nhà rất là khôn nha, khi nó tép vào tảng đá thì kỹ lắm, nhưng mà phải để ý trong này nè, tại vì tối lắm. Nếu mà có cây đèn pin thì giỏi á, mình dễ thấy hơn nha. Hình như là em cũng đã chỉ được rồi. Đây em đang kiếm cái đuôi của nó, coi thử nó nằm ở chỗ nào á cả nhà. Giờ mình sẽ chỉ cái chỗ nào mà dễ đem cái con trình ra mình dễ bắt hơn, chứ còn nó nằm xét xét ở trong mấy cái tảng đá này khó bắt lắm, với lại tối nữa nên mình không thấy cái đuôi nó nằm ở đâu luôn.
Em chắc em sẽ chạy tới mượn anh Mỹ cái cây đèn pin để soi vào coi nó nằm ở chỗ nào nha cả nhà. Chứ gì tối lắm em nhìn vào mà không thấy luôn. Đó cả nhà nhìn thấy không? Anh Mỹ cũng sát bên em luôn. Có cái cây đèn pin như thế này cả nhà thì mình dọi vào dễ thấy hơn. Đó, em cũng kiếm thôi, kiếm coi thử cái đuôi nó nằm ở đâu nha. Thì con trình đó mà mình gặp được rồi nó chỉ nằm vỏn vẳn ở trong đây thôi chứ nó không chạy đi đâu xa nha. Kì, anh Mỹ hình như cũng thấy em đang chỉ con trình vào xem luôn nè, để hai anh em phụ thì nó sẽ nhanh hơn. Em thì chỉ cái đầu của nó vào cả nhà, còn anh Mỹ thì cũng đã thấy rồi kìa. Đó, cái lựa cái chỗ nào mà nó dễ lâu da cả nhà thì mình chỉ mình dinh da cho nó gọn nha. Anh em mà phụ như thế này thì bắt nó sẽ nhanh hơn. Đó, cả nhà thấy cái con trình không? Khá to luôn. Rồi anh Mỹ cũng đã lâu ra được rồi kìa. Wow. Cả nhà thấy trong cam thì nó hơi bé một chút nha. Nhưng mà nhìn thiền thì con này cũng khoảng tương đương gần 1 kg đó cả nhà. 1 kg thì em không dám nói tới 1 kg nha. Nhưng cả nhà coi kìa, cái bình thùng nó mà gần bằng cái cùm tay của em luôn. Mà chạy tới cái tảng đá này nè, em thấy có điệp đóng vào cũng khá khá này. Ở đây một tảng nè, em sẽ lụm mấy con điệp này lên luôn nha. Điệp này giá dao động hình như em nghe anh Mỹ nói cũng vài chục ngàn đấy cả nhà, 20-30 ngàn 1 kg đó. Hay con cái là như thế này nè cả nhà này, cái con điệp xếp này á ăn nó rất là béo nha, béo hơn cái con điệp bay luôn á cả nhà. Thấy có một con cá mú nó chạy vô cái tảng đá trong này nè, nó đang nép vào, giờ Pháp sẽ bắn luôn nha. Đó, hình như là Pháp đã bắn trúng rồi. Nó nép vào trong này thì rất là khó bắt luôn. Giờ hai anh em sẽ coi ấy mấy cái tảng đá này cho nó vọng vọng ra rồi lâu ra cả nhà. Chứ nó nằm sát trong đó khó lắm. Nếu mà nằm ngoài thì mình dễ lấy hơn, mà nằm trong này khó lắm. Ồ, nó xảy vào kìa cả nhà.
Rồi, khá là tiếc luôn. Giờ để cho anh Mỹ chạy đi kiếm lại nha. Phát thấy một con cá bò hôm. Bò hôm này thì nó cũng nhỏ thôi, nó không được to đâu. Nếu mà nó to hơn nữa thì ăn nó sẽ ngon hơn nữa nha. Tại vì bò hôm cỡ này thì luộc ăn cũng ngon rồi cả nhà. Anh em cũng sẽ bắt luôn. Chủ yếu bắt về mà luộc chấm với mắm me thì ăn hết sảy luôn. Như là em thấy anh trai của Pháp đang nhìn vào cái tảng đá này nè. Không biết anh trai của Pháp đang làm cái gì đây. Hình như là đang bắt cái con gì ở trong đây nè cả nhà. Nhưng mà em chưa thấy con gì luôn. Kìa kìa, anh chỉ kìa. Hình như là em nghĩ chắc con Trình hay sao cả nhà. Giờ em sẽ phụ nha. Anh Mỹ bắt da cho nhanh. Chứ thật sự như da thì bắt những con mà nó nằm trong tảng đá bắt lâu lắm cả nhà. Anh em phụ bắt da thì nó sẽ nhanh hơn. Ồ, được một con Trình nữa kìa. Trình mà to to như thế này á, thì sẽ được giá hơn. Trình này mà làm da chiên xù với cả nhà. Chiên xù ăn cũng cực kỳ là ngon luôn. Đây cả nhà xem nè. Pháp thấy chỗ này có thêm một con cá mú nữa nè, nó đang nằm ở ngoài cát kìa. Giờ Pháp sẽ canh bắn nha. Rồi Pháp bắn một phát dính luôn rồi kìa. Cá mú này nó cũng không được to đâu, nó chỉ lỡ lỡ thôi. Đưa cũng bắn lên luôn cả nhà. Bắn lên, nếu ai ăn thì sẽ lấy về ăn. Cá mú to thì Pháp không thấy nhiều cả nhà. Pháp chỉ thấy những con cá mú lỡ lỡ như thế này thôi. Ở chỗ này thì em có gặp hai con cá bò lá luôn, nhưng mà em chỉ bắn được một con thôi. Còn một con thì nó chạy mất tiêu luôn, anh Mỹ đuổi theo mà không bắn được luôn cả nhà. Cả nhà mình biết vì sao mà ở chỗ em hay gọi là con cá bò này nè thì gọi là cá bò lá không? Cả nhà mình cứ nhìn xem nè, nó y hệt như chiếc lá luôn. Đó, nó ốm, rất là ốm luôn. Ở chỗ em thì chỉ gọi cá bò lá thôi. Nó còn cũng có tên gọi là cá bò da nữa.
Pháp tới mấy cái tảng đá này nè, Pháp thấy có một con cá mú lở nữa nè, nó đang nằm ngay cái mấy cái bánh xe kia, không biết cả nhà mình thấy không. Rồi Pháp cũng bắn được luôn rồi nè, một phát luôn. Cá mú này cũng lở thôi chứ không được to nha, nhưng mà cũng bắn luôn nha. Ở phía trước của Pháp á, ngay cái can á, Pháp thấy có một con cá mú nữa kìa, cũng là một con cá mú là nó chạy vô trong cái sọt này rồi kìa. Hình như là Pháp thử coi thử, ồ Pháp thấy rồi, Pháp thấy nó đang núp trong cái sọt đây nè. Giờ thì Pháp sẽ dùng chỉ nha. Rồi hình như là Pháp chỉ được hay sao ấy cả nhà. Rồi Pháp chỉ được luôn rồi kìa. Cá mú chỗ này thì Pháp thấy không có con nào to, chỉ toàn lỡ lỡ như thế này thôi. Hình như là cá mú to trốn hết hay sao ấy. Không biết cả nhà mình gọi con này là con gì ha. Ở chỗ em hay gọi con này là con đồng đột nè. Nó có nhiều lắm, nhưng mà ở chỗ khác người ta cũng hay gọi là hải sâm, nhưng mà em không biết hải sâm gì nha. Pháp thấy rất là giống con đồng đột luôn, nhưng mà con này thì bóp vào nó rất là cứng luôn á, to nữa chứ. Pháp thấy một con cá mó nó đang nằm trên cái bóng bị đứt kìa. Ồ, Pháp bắn một phát mà dính luôn rồi kìa. Đây là con cá mó dạng này, cá mó dạng này ăn cực kỳ là ngon nha, béo lắm cả nhà. Thì cá biển á, thì em thấy cá biển thì ăn lúc nào cũng ngon rồi, còn cá nuôi thì em thấy ăn không ngon bằng cá biển nha cả nhà. Biết cả nhà mình có như em hay không, tại vì em thì hay ăn cá biển á, nên em thấy con cá biển thì nó béo ngậy hơn con cá mình nuôi nha. Em một con cá bò hòm nữa nè, em cũng bắt luôn nha, tại vì hồi nãy em bắt được một con rồi, bây giờ em sẽ bắt thêm một con nữa, kiếm vài ba con luộc ăn cũng ngon lắm. Ở trong cái sọt này nè, em thấy cũng có thêm một con cá mú nữa, nhưng mà giống loại cá mú này á cả nhà, thì nó lớn chỉ tầm cỡ này nè, nó không còn lớn nữa nha. Cá mú này thì em cũng quên tên luôn, nhưng mà ăn á, cái thịt của nó thì dai ngon lắm. Nó chạy rồi kìa, đây nó nằm trong cái sọt này thôi, em sẽ chỉ ra nha, chỉ mấy con này lên để dành nấu chua ăn, ăn cái thịt của nó cả nhà, dai đã lắm. Thank you.
có thấy trong cái sọt này nè cả nhà, nó có một con trình đang nằm ẩn nấp trong này nè, đó cả nhà mình thấy không, rất là to luôn. Trình này thì mấy con mà to to như thế này mình gặp á ham lắm. Đây em sẽ chỉ lâu da nha. Rồi em chỉ hình như là đã được rồi. Cứ gặp những con trình này chỉ rất là ham luôn á cả nhà. Thì em cũng nghe anh Mỹ nói cũng đâu đấy 100 mấy chục ngàn một ký đó. Hên là cái con trình này á nó nằm trong cái tảng đá này nè, em thấy có mấy cục thôi, nếu mà nó nằm nhiều á chắc em sẽ kêu anh Mỹ tới nha, tại vì nó nằm mấy cục này chắc một mình em thì em sẽ lâu ra được, chứ mà còn nằm nhiều quá cả nhà phải nhờ anh Mỹ thôi, hai anh em tới phụ dinh da cho nó nhanh. Đây ô con này cũng khá to nè. Loài trình này á cả nhà nó cắn rất là độc nha, nó độc là không có cái nhức hay là cái gì cả, nhưng mà nó cứ chảy máu ra hoài luôn, em không hiểu vì sao luôn á, nó mà cắn mình một cái là nó cứ chảy máu hoài luôn, nó không thể nào mà hết được. Pháp mới vừa thấy con cá mú nó chạy vô cái sọt này nè, đây là nó nằm trong cái hốc này nè cả nhà. Pháp sẽ dùng súng bắn luôn nha, bắn bắt đầu mình lâu ra cho nó nhanh. Hình như là Pháp đã bắn được rồi. Đây cũng là một con cá mú lỡ thôi. Thêm một con cá bò da nữa kìa, nó nằm dưới tảng đá công nhận nha, em thấy nó nằm ở dưới tảng đá cực kỳ là kỹ luôn. Với lại cái màu sắc của con cá nó không khác gì y hệt như cục đá luôn, công nhận thấy nó ngụy trang rất là hay luôn á cả nhà. Hình như phía bên này em có thấy thêm mấy con điệp xếp nữa nè, hai con luôn, ba con. Ôi kìa cả nhà mình nhìn xem kìa, một con tôm này. Điệp xếp thì có giá thì cũng tranh thủ lụm vào luôn cả nhà. Còn đây là con tôm này của người dân. Ô một con trình kia. Ô con nhận một con trình nó nằm trong một cái can rất là hay luôn kìa cả nhà. Đây. Ô con này loại cái đầu da em thấy cũng to nha. Không nhận rất là hay luôn. Nhưng mà em thấy ở có con tôm nữa cả nhà. Đây. Của bà con ngư dân nào đã móc vào đứt nè. Tôm này thì bà con người ta hay câu những con bật lá. Em cũng lụm vào luôn, lụm vào cho ông ba em để dành đi câu nha. Tại vì ông ba em thì không có đi lặn được cả nhà, chỉ đi câu thôi. Còn giềng tôm này á thì người dân người ta hay đi câu bạch tuộc này. Em cũng lụm vào luôn. Cái giềng tôm mà câu bạch tuộc cả nhà thì nó sẽ bằng chì. Rồi em sẽ chỉ cái con trình này ra nha. Công nhận em thấy rất là hay luôn. Nó lấy cái can đó mà nó tạo thành một cái hang để chui vào ẩn nấp đây. Cả nhà thấy không? Thấy nó cũng rất là to nha.
Thật sự mà nói thì cả nhà, cái con trình này to em thấy không thể nào bắt ra được luôn. Phải, anh Mỹ kìa, anh Mỹ ở đâu chạy lên luôn rồi kìa. Phải nhờ anh Mỹ, anh có cây dao cả nhà. Biểu ảnh em sẽ biểu ảnh mổ mổ cái miệng cho nó bự bự ra, giờ bắt đầu sẽ lôi ra nha. Chứ như thế này thì không thể nào dinh cái con trình ra được đâu. Phải dùng cái cây dao mổ ra nha, cho cái lỗ nó to ra một chút. Bắt đầu em sẽ dinh ra. Đó, cả nhà mình coi cái bàn tay của em kìa. Rồi, nó ngang ngửa bằng cái cùm tay của em luôn. Để cho anh Mỹ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm nha. Em thấy anh Mỹ hình như đang chỉ được con gì hay sao ấy. Ô, cả nhà mình tới xem nè, một con cá mú. Con này em thấy to nè, từ sáng cho tới bây giờ luôn á cả nhà. Con này là to nhất trong đàn này mà em với anh Mỹ chỉ được nè. Họ là bắn. Con này em thấy anh Mỹ bắn khá là to luôn. Con này chắc em độ khoảng tầm trên nửa ký đó. Cả nhà mình nhìn xem kìa. Đó, đây là những cái gốc trà lâu năm á, bà con người ta bỏ những cái sọt này xuống khá là nhiều luôn. Thật sự mà nói cái đây mà nước mờ đó cô chú anh chị, nước mà hơi mờ mờ lặn rất là sợ nha. Khi mình chạy tới mình gặp cái bóng đen á, sợ lắm. Còn hơn có cái là nước á, hiện tại bây giờ rất là trong luôn. Nên quan sát ghi hình cho cô chú anh chị mình xem cũng rất là dễ. Hình như là em có phát hiện được một con mực nang nè. Chịu rồi, em đã bắn được rồi nè. Khá là may mắn luôn cả nhà. Hình như là anh Mỹ không thấy luôn. Cái chỗ này hồi nãy anh Mỹ mới bắn được một con cá mú á, nhưng mà ở dưới ảnh lại một xíu thôi mà anh không thấy luôn. Hên là em chạy xuống mà em thấy này, phát hiện ra nè. Thật sự mà nói cái con mực nang này từ sáng cho tới bây giờ cũng được một con đầu tiên luôn á cả nhà. Chứ hồi sáng giờ hai anh em đi lặn 5-6 cây hoặc là 6-7 cây gì đó mà không có mực nang luôn. Chỉ có cây cuối cùng bên đây nè, một con. Thật sự mà nói thì cũng là may mắn luôn đó cả nhà. Với một con cá mú to nữa chứ. Hồi nãy anh Mỹ mới cây cuối cùng luôn, anh Mỹ cũng bắn được một con cá mú to. Rồi em thì được một con mực nang. Thôi vậy cũng là an ủi cho hai anh em rồi. Hôm nay thì anh em bắn cá cũng khá là nhiều luôn cả nhà. Rồi anh Mỹ cũng có lại gần rồi kìa. Con nhặn hơn á, em chạy ra ngoài thì có gặp được một con sò dương với một con ốc miệng bự miệng rộng cả nhà. Hình như là hai con này đang quánh nhau hay sao nè. Khá là hên luôn. Em chạy ra ngoài một xíu thôi cả nhà nên có gặp nè. Hình như là con ốc này nó đang bắt cái con sò dương cả nhà à, nên nó hít cực kỳ là cứng luôn. Nhưng mà em đã tới kịp rồi, em giải cứu hai con thành công.
Hãy lên một xíu thôi cả nhà. Nhưng mà em phát hiện chỗ này có được hai con sò mai khá là to luôn, cũng gần cái độn luôn. Tại vì em thấy có mực nang á, nên em chạy ra ngoài vòng vòng coi thử có mực nang hay không. Ai nhì được thêm hai con sò mai nữa nè. Rồi, em cũng bắt lên luôn nha. Sò mai này thì to lắm cả nhà, mai sọc nhưng mà em thấy khá là to luôn. Em không có dù, em không có đem theo móc á, nên em sẽ dùng bằng tay lấy lên, nó hơi lâu một chút cả nhà. Rồi, cuối cùng thì cũng đã đến hết giờ rồi cả nhà, cũng là cái cây cuối cùng này mà anh Mỹ được một con cá mú lớn, với em được một con mực nang, cũng khá là may mắn luôn. Rồi bắt đầu bây giờ lên, em cũng mời cô chú anh chị mình và cả nhà mình luôn để coi xem thành quả của hai anh em bắn được ngày hôm nay có thử bao nhiêu nha. Nhưng mà em thấy cũng khá là nhiều luôn cả nhà. Nhiều này chắc em nghĩ là cũng được nha.